Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp cuốn sách Việc của mình tự mình làm Trong bộ sách Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan Câu chuyện thứ 6 Chú ngựa khôn vặt Có hai chú ngựa cùng đi kéo xe Một con kéo xe trước Một con kéo xe sau Con ngựa đi trước Rất trung hậu, thật thà Chịu thương, chịu khó Luôn dùng hết sức để kéo xe Trong khi đó, con ngựa đi sau Lại rất danh mãnh mắt liếc nhìn tứ phía, kéo xe rất hời hợt, lúc thì đi, lúc thì dừng. Ông chủ cho rằng con ngựa đi sau sức yếu nên đã đem bớt đồ trên xe của nó để lên xe của con ngựa đi trước. Con ngựa đi trước vẫn miệt mài kéo xe, còn con ngựa đi sau thì mở cờ trong bụng. Đúng là tên ngốc, không biết mệt mỏi là gì, cứ kéo tiếp đi. Người có lỗ lực thế hay lỗ lực hơn nữa thì ông chủ cũng sẽ không thương ngươi đâu. Cuối cùng, hai chiếc xe cũng đến được đích. Ông chủ vỗ vỗ vào lưng con ngựa, trung hậu, thật thà, kia và nói, mày vất vả rồi, lát nữa ta sẽ thưởng, xứng đáng cho mày. Ông chủ đã đưa chú ngựa trung hậu, thật thà đi ăn đồ ăn ngon. Sau đó, ông hướng mắt nhìn về phía con ngựa còn lại và nói, nếu như bạn đồng hành của mày đã kéo hết đồ rồi, vậy thì ta không cần thiết, cũng chẳng có lý do gì để lui hai con ngựa nữa. Và thế là con ngựa danh mãnh kia đã bị đưa vào lò mổ. Qua câu chuyện trên, các bạn học được điều gì? Bất luận trong cuộc sống hay trong công việc, những việc đã phân công cho các con thì các con phải cố gắng lỗ lực để hoàn thành. Những người thích chơi trò, khôn vặt lúc nào cũng đẩy việc của mình cho người khác làm, ắt sẽ không thể đi xa được. Khi đi làm, nếu ngay đến cả việc làm trong trọng trách của mình mà cũng không muốn tự mình hoàn thành, thì công việc đó cũng đâu cần thiết phải giữ người đó lại, đúng không các bạn? Mời các bạn nhấn vào nút đăng ký và nút hình chiếc chuông để nhận thông báo khi có video mới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.